Quay trở lại ngày hôm nay, cùng mời toàn thể quý anh chị tham khảo một căn nhà phố xây dựng mới theo hướng hiện đại và có vị trí là thuộc khu vực phường Bình An của thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Một căn nhà phải nói được thiết kế decor cực kỳ đẹp luôn quý anh chị ơi, và vừa mới được xây dựng xong, nó cực kỳ đẹp. Căn nhà này hiện tại đang có một mức giá cũng khá là tốt đẹp quý anh chị, 4,7 tỷ, vẫn còn thương lượng nha quý anh chị ơi. Đó, một mức giá phải nói là khá là tốt trên cái con đường mà em đang giới thiệu cho quý anh chị cùng tham khảo nha. Căn nhà này được xây dựng thiết kế một trệt và 3 lầu này quý anh chị, 4 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, quá tuyệt vời luôn quý anh chị ơi. Và bây giờ thì cùng mời toàn thể quý anh chị mình cùng đi ra ngoài để tham quan xung quanh cái khu vực này nó như thế nào nha quý anh chị. Đây anh chị có thấy ha, xung quanh đây thì hàng xóm phải nói là ở cực kỳ đông luôn, san sát nhau này, đường xe hơi tránh nhau thoải mái, quá tuyệt vời. Khu vực được quy hoạch đồng bộ, điện âm, nước máy, vỉa hè, cây xanh nha quý anh chị. Khu dân cư Phú Hồng Thịnh thuộc phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương này quý anh chị. Nhà nhà đều xây dựng 2 tầng lầu. Và đây, ngày hôm nay cùng gửi đến cho quý anh chị tham khảo một căn nhà phố được xây dựng 1 trệt 2 lầu nha quý anh chị. Đây, quá đẹp. Căn nhà này phải nói cực kỳ tuyệt vời luôn quý chị ơi. Ngang 4,5, dài là 13,5 nha quý chị. 60,8 m², phun thổ cư, sổ hồng riêng, 3 phòng ngủ, 4 nhà vệ sinh. Đấy, quá tuyệt vời nha quý chị. Và đây là một khu dân cư phải nói là ở cực kỳ đông người đẹp quý chị ơi. Đi ra đây sẽ có 2 tuyến đường giúp cho mình dễ dàng kết nối là đường quốc lộ 1K và đường DT743A nha quý anh chị. 2 con đường này sẽ giúp cho mình di chuyển đi về hướng thành phố Hồ Chí Minh, về đường Phạm Văn Đồng, cầu vượt Linh Xuân, Thủ Đức, đâu đó khoảng tầm là 5 km thôi quý anh chị. Đây, nếu mà di chuyển theo cái hướng này này là ra đây là quốc lộ 1K và đi thẳng về hướng thành phố Hồ Chí Minh nha quý anh chị. Và trong này thì khu này được quy hoạch ban cơ rất đẹp. Phía trước nhà thì có vỉa hè cây xanh này quý anh chị. Đấy, rất là rộng rãi thông thoáng nha. Vỉa hè 3 m, quá tuyệt vời. Lòng đường là 7 m. Đó. Và bây giờ thì sẽ cùng mời toàn thể quý anh chị mình đi vào bên trong chiêm ngưỡng và tham quan nhé. Đầu tiên căn nhà này được thiết kế bên ngoài có hệ thống camera an ninh bảo mật đầy đủ nha quý anh chị. Đó, và có 2 lớp cửa, một lớp cửa nhôm kính Xingfa 4 cánh và lớp cửa cuốn điện này quý anh chị. Đây nha, đây là lớp cửa cuốn điện này và nhôm kính Xingfa. Đấy, khá là đẹp và bảo vệ cho gia đình mình kiên cố, chắc chắn, an toàn. Khu vực tầng 1 sẽ cho chúng ta phòng khách, phòng bếp và nhà vệ sinh cộng với một lối thoát hiểm. Gia chủ thiết kế decor cực kỳ là đẹp, bắt mắt và sáng sủa nha quý anh chị. Đấy, đầu tiên là 2 bên tường được gia chủ là với những cái là khu vực khung để tủ tivi này quý anh chị, với những cái hệ tủ nha, giúp cho mình trưng bày các cái vật phẩm rất là tuyệt vời. Phía trên thì được giật hộp chỉ thật cao, đi hệ thống đèn led, bố trí quạt và sơn màu trắng là màu chủ đạo, khá là sáng sủa, sạch sẽ, xịn sò. Bên này thì đối xứng sẽ là khung tranh này quý anh chị, quá đẹp nha. Cộng với đó là những cái hệ tủ bên này. Đấy, là mình sẽ để giày. Khu vực cầu thang thì được gia chủ tận dụng phía dưới cùng decor thêm cho mình một cái hệ tủ nha quý anh chị, một cái hệ tủ nho nhỏ này để cho mình tiếp tục trưng bày vật phẩm này. Khá là ok, và sẽ có luôn cả hệ thống camera an ninh trong gia đình mình, theo dõi những lúc vắng nhà, trước sau có hết. Và đặc biệt căn nhà này có một cái hệ thống gọi cửa này nè quý anh chị. Đây, chỗ này mình sẽ ở trong nhà và biết được ở ngoài những ai đang cần liên hệ gặp gia đình. Ngăn cách giữa khu vực phòng bếp, phòng khách thì tất nhiên sẽ là mẫu cầu thang truyền thống nha quý anh chị, kết hợp với đó là kính cường lực tay nắm gỗ, rất là đẹp, cảm giác rất là nhẹ nhàng, cũng như là giúp cho quá trình vệ sinh lau chùi cho gia đình mình rất là tuyệt vời này. Đó, tiếp theo sẽ là khu vực không gian phòng bếp. Không gian phòng bếp này thì được gia chủ thiết kế decor cực kỳ là xịn sò luôn đó quý anh chị. Mẫu tủ là trên tủ giới đầy đủ này, kính sơn ốp tường, mặt đá hoa cương, và đây là những cái vật liệu này là sẽ bằng nhựa nha quý anh chị, nhựa rất là đẹp, nhựa bóng này, và độ bền phải nói là cực kỳ cao luôn. Đó, nhựa thì mình không sợ mối mọt rồi nè. Đấy, anh chị thấy không? Quá đẹp luôn, sáng sủa. Nhựa bóng gương này thì quá tuyệt vời rồi. Và được trang bị khá là đầy đủ cho nhà mình nha. Đây, phía dưới này đã được bố trí sẵn cho mình cái vị trí đặt máy hút mùi này. Đó, ở bên này thì chỗ để rửa chén này. Phía dưới này thì bồn rửa chén đầy đủ nha quý anh chị. Điện âm, nước máy, đó, nước rất là mạnh nha. Rồi mặt đá hoa cương, đó, rất là sáng sủa, dễ dàng vệ sinh lau chùi. Còn cái này là kính cường lực sơn nha quý anh chị. Đấy là kính, đó, đầy đủ hết cho nhà mình. Khu vực phòng bếp này thì quý chị quý bà về đây quá sức nấu lên những bữa ăn ngon nha quý anh chị. Đó. Sau cùng sẽ là khu vực nhà vệ sinh cũng đầy đủ hết cho mình nha. Có bồn tắm rồi, nói chung là đầy đủ hết cho nhà mình combo. Và sau cùng sẽ là khu vực lối thoát hiểm 1m cho mỗi gia đình. Đó. Khu vực không gian tầng 1 thì em đã giới thiệu sơ qua rồi ha. 4,7 tỷ căn nhà này đang cần ra nha các anh chị. Nhà xây dựng mới, lúc đầu là chào 5 tỷ xuống 4,8 tỷ, rồi bây giờ là xuống 4,7 tỷ. Nói chung là do là kinh tế cũng hơi khó khăn nên là anh chủ anh đang cần tiền giải quyết nhiều công việc, nên là đang đưa xuống một mức giá để mà tiếp cận được các anh chị khách hàng và là bán sớm. Đó. Phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương nha quý anh chị. Rồi tiếp theo sẽ là khu vực không gian tầng 1 sẽ đưa đến cho chúng ta 2 căn phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh khép kín ở bên trong. Không gian phòng ngủ thì khá là rộng rãi nha. Đầu tiên sẽ là phòng ngủ số 1 ở phía trước, có luôn cả ban công giúp cho mình lấy gió và lấy sáng vào bên trong nha quý anh chị. Đấy, phòng ngủ thì khá là rộng rãi này. Bên này có luôn cả cửa sổ. Đó, rất là rộng rãi sáng mắt. Được bố trí đề co sẵn ống đồng, máy lạnh nó và nhà vệ sinh khép kín bên trong cho nhà mình. Đây, quá tuyệt vời nha quý anh chị. Rồi, tiếp theo sẽ là khu vực phòng ngủ số 2. Phòng ngủ số 2 cũng được thiết kế đề co khá là rộng rãi luôn và có luôn cả nhà vệ sinh khép kín bên trong, đầy đủ hết cái combo cho nhà mình. Và có luôn cả cửa sổ ở phía sau giúp cho mình lấy gió và lấy sáng. Anh chị thấy không? Phía sau khu dân cư này, nói chung cái khu dân cư này rất là rộng và hiện tại mật độ dân số ở cũng khá là đông rồi. Đó, gần bên đây là làng Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh này. Cách cầu vượt Linh Xuân Thủ Đức 5 km thôi quý vị ạ, tầm khoảng 5 cây thôi. Đó, rất là tuyệt vời nha. Những anh chị nào đang ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và muốn tìm cho mình một căn nhà giáp ranh với thành phố Thủ Đức, giúp cho mình dần tiền dễ dàng đi lại công việc mỗi ngày ở khu vực trên đó, nhưng mà đi về đây đâu đó bán kín 4 đến 5 km thì em thấy khu vực này rất là tuyệt vời, rất là tiện lợi nha. Hoặc là làm bên làng Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đang công tác trong các cái trường đại học. Mình về đây mình ở thì quá thần tiền luôn quý vị ơi. Và đây nha quý vị, khu vực tầng 2. Tầng 2 sẽ có thêm một căn phòng ngủ và khu vực phía trước này mình nếu mà chưa sử dụng phòng thờ á, thì mình có thể làm phòng ngủ luôn, cũng rất là rộng. Nhưng mà thường thì phía trên cùng và phòng trước này thì đa số là mình sẽ sử dụng công năng là phòng thờ. Đó, rất là tuyệt vời nha quý vị. Và phía trước này có ban công rất là thoáng. Đây, anh chị thấy không? Trên này em quay một vòng cho quý vị thấy nhà cửa dân cư ở san sát nhau luôn. Đó, quá đẹp quý anh chị ha. Rồi, di chuyển tiếp theo mình sẽ đi đến phòng ngủ số 3 nha quý anh chị. Phòng ngủ này vừa đủ nha, đây vừa đủ để sử dụng. Đấy. Và sau cùng sẽ là khu vực nhà vệ sinh sử dụng chung đây nha quý anh chị. Đó, quá đẹp. Đây, quay một vòng ở phía sau luôn cho quý anh chị xem nào. Nhà cửa cứ đâu. Còn đây thì có cầu thang, mình sẽ đi lên tầng thượng nha quý anh chị ơi. Vâng, một căn nhà được xây dựng mới, ngang 4,5 dài 13,5, 60,8 m². Đó. Nhà sổ hồng riêng ngay tại khu vực khu dân cư Phú Hồng Thịnh của phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. 1 trệt 2 tầng lầu, 3 phòng ngủ, 4 nhà vệ sinh. Đó, có luôn cả phòng thờ đầy đủ cho nhà mình nha, và có sân thượng. Và căn nhà này hiện tại gia chủ đang cần ra với một mức giá theo như em đánh giá là khá là tốt nha quý anh chị. 4,7 tỷ nhưng vẫn còn thương lượng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Đó thì những quý anh chị đợt này đang có dự định tìm kiếm nhà và bữa giờ đi kiếm nhưng vẫn chưa ưng ý hài lòng căn nhà nào, hôm nay hữu duyên gặp được video của em đấy, trên kênh YouTube thì có gì tham khảo và ưng ý và cũng như là yêu thương đấy, thì liên hệ em theo số điện thoại 0974313794 để em hỗ trợ thêm đầy đủ thông tin liên quan đến cái lĩnh vực thông tin của căn nhà này nha quý anh chị. Một căn nhà xây dựng mới phải nói cực kỳ đẹp, thì để cho quý chị tham khảo cũng như là đi xem thực tế và đưa ra được những cái so sánh đánh giá và quyết định đúng đắn. Ngoài căn nhà này em vẫn còn rất là nhiều sản phẩm về nhà và đất trong khu vực khu dân cư này nha quý chị. Khu dân cư Phú Hồng Thịnh 6910 của phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, rất nhiều vị trí và rất nhiều mức giá khác nhau. Quan trọng là anh chỉ chọn căn nào, vị trí nào thôi, và có nhiều mức giá. Có những căn giá có thể là 4 tỷ 6 vẫn có nha, nhưng nó nằm ở vị trí khác. Rồi có những căn là 5 tỷ 6, 6 tỷ đều có, bên em đều có nhà full nội thất luôn. Anh chỉ muốn mua những căn nhà nào mà có nội thất, có sẵn giường chiếu quần áo này nọ đầy đủ á, tủ quần áo ấy, có luôn ở tivi, bên em cũng có, nhưng mức giá nó sẽ khác. Hoặc là những cái nhà mặt tiền chợ đây, hay là mặt tiền công viên trong khu dân cư em cũng đều có, đất em cũng có, trục chính khu dân cư em cũng có. Nói chung là anh chị mong muốn sản phẩm ở con đường nào trên khu dân cư này em sẽ cố gắng đấy. Nếu chưa có thì em sẽ cố gắng tìm theo yêu cầu, còn nếu có rồi thì em sẽ dần đi câu một vòng. Nói chung đầy đủ hết nha quý chị, đầy đủ em rất là nhiều, bởi vì em làm cái khu này rất là lâu rồi. Và ngoài ra là em có rất là nhiều sản phẩm về nhà và đất của toàn khu vực thành phố Dĩ An và thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương nha quý chị. Đó, ngoài cái khu dân cư này em còn rất là nhiều sản phẩm nữa về nhà và đất của toàn thành phố Dĩ An, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Tất cả em làm đều có sổ hồng riêng, mua bán sang tên công chứng ngay nha quý chị, pháp lý minh bạch rõ ràng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Và trong quá trình làm thủ tục giấy tờ mua bán sang tên đăng bộ cho đến khi anh chị cầm trên tay quyền sổ mang tên mình, em sẽ cùng đồng hành với toàn thể quý anh chị từ A tới Z, tất tần tật luôn, không mất phần nào cho quý anh chị nha. Làm miễn phí từ A tới Z và có luôn cả phần hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị tham khảo vay vốn ngân hàng ở những cái mà lãi suất tốt nhất có thể nha. Đó, ngân hàng nào có mức lãi suất tốt em sẽ hỗ trợ cho quý anh chị tham khảo. Và hiện tại như là bên em thì đang có những ngân hàng có mức lãi suất như là 6.5 là đang có mức giá rất là tốt nha quý anh chị. Đó, những quý anh chị nào mà tham khảo anh chị sẽ biết. Đó, đây quay lại một lần nữa cho quý anh chị tham khảo khu tầng 1 nha. Không gian phòng bếp này đẹp nha, tầng bếp này thì thiết kế cực kỳ xịn xò luôn đấy. Phía trên có bố trí luôn cả cái quạt này cho mình lấy gió luôn này. Đó, có cái đồ gió quạt trong lúc nấu ăn hay là quạt mùi gì nó đẹp. Nhưng mà em thấy riêng căn nhà này á, có cái cửa sau này á, gió nó đã lồng lộng vào trong rồi, rất là mát mẻ luôn đó quý anh chị. Đó, quá tuyệt vời nhá. Quay lại sơ bộ cho quý anh chị cùng tham khảo. Đây, chỗ khu này thì sau này mình về đây mình sẽ để được cái tủ lạnh này quý anh chị. Đó, không gian này thì để tủ lạnh thì quá tuyệt vời rồi. Đó, rộng rãi luôn. Đó, cầu thang ok. Đối xương bên này được gia chủ đề co thêm một cái hệ tủ nữa, rất là xịn sò luôn nha quý anh chị. Đó, nhà rất là thoáng, ngang 4.5 rất là thoáng luôn, 4.5 dài 13.5, nghe chiều dài nó ngắn nhưng mà thiết kế căn nhà này rất là thoáng, em rất là thích căn nhà này, nhà xây dựng mới nha quý anh chị. Đó, cùng quay lại cho toàn thể quý anh chị tham khảo thêm một lần nữa về căn nhà này. Đó, chị thấy không, quá đẹp, hệ thống ở trên thì đèn led chiếu sáng cho căn nhà, quá ok đó quý anh chị. Đó, 4 tỷ 7 thôi quý anh chị ơi, còn thương lượng, còn nói chuyện thoải mái, nói chuyện cho đến khi nào mà anh chị thấy hài lòng, phù hợp và ưng ý thì thôi. Mức giá phải nói hiện tại là cực kỳ tốt rồi. Và trên con đường này hiện tại em còn một căn nhà nữa, một căn nhà đang được ra bán ở đầu kia nha quý anh chị, là đầu kia một đoạn. Cái căn nhà được xây dựng theo hướng Tân Cổ Điển lặng, căn đó hiện tại đang được rao bán là 4 tỷ 8, có nội thất. Nhưng mà em đã có quay video rồi, em đã có quay video giới thiệu căn nhà đó một lần rồi, thì nếu anh chị có tham khảo thì vô trong cái kênh của em á, đấy sẽ thấy cái căn nhà đó nha. Nhưng hôm nay thì video gửi này đến hai căn, nói chung là có hai căn trên cái con đường này, căn này 4 tỷ 7, căn kia 4 tỷ 8. 4 tỷ 8 thì có kèm nội thất, một vài nội thất cơ bản đi theo, còn căn này thì không nội thất nha quý anh chị. 4 tỷ 7, căn nào cũng còn thương lượng hết, mức giá phải nói cực kỳ tốt nha quý anh chị. Đây, căn nhà quay lại cho quý chị cùng tham khảo một lần nữa nha. 1 trệt 2 lầu và 1 tung, nhà xây dựng mới, nhà sổ hồng riêng. Căn nhà này có hướng là Tây Bắc các quý chị. Anh chị nào cũng mệnh Tây Tứ thì tham khảo thôi nha. Còn nếu mà thấy căn này không ưng ý, phù hợp với cái mệnh của mình á, thì có gì cứ liên hệ em Em còn rất là nhiều sản phẩm trong khu dân cư này nữa, sẽ tìm được cái sản phẩm phù hợp cho quý anh chị tham khảo. Nhà cửa đất đai trong này rất là nhiều. Đó, anh chị thấy không? Quay lại một vòng này nha. Đây, đường xá rộng rãi thông thoáng. Đường này đi ra đây là quốc lộ 1K này, rồi DT743. Đó, kết nối cực kỳ thuận tiện nha quý anh chị. Dân cư ở cực kỳ đông luôn. Đó, khu dân cư cực kỳ an ninh, cực kỳ đồng bộ, cực kỳ cao cấp. Về Sài Gòn thì quá tuyệt vời đó quý anh chị. Mình về Sài Gòn di chuyển có 5 km thôi là vào ngay cầu vượt Linh Xuân đó. Đó. Nên là anh chị nào ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh về đây đi làm, ở và đi làm thì rất là thuận tiện, đường xá rộng rãi thông thoáng. Rồi, chốt lại một lần nữa cho quý anh chị cùng tham khảo 4,7 tỷ cho căn nhà này, 1 trệt 2 lầu 1 tum 3 phòng ngủ 4 nhà vệ sinh 1 phòng thờ và sổ hồng riêng đầy đủ nha quý anh chị. Mua bán sang tên ngay cho anh chị. Đấy, bất cứ lúc nào anh chị muốn. Sổ sẵn, sổ tươi, quá tuyệt vời. Sổ cá nhân rồi nha quý anh chị, cái này là của cá nhân. Đấy, là xây bán chứ không phải là của chủ đầu tư nào hết, nên là pháp lý minh bạch rõ ràng. Đây, đưa ra thiệu ở sau này. Rồi, xin cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi video của em. Yêu thương cho em thêm một lượt like, một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký để em có thêm cái niềm vui trong công việc và cuộc sống, ra thật nhiều video hơn nữa cho toàn thể quý anh chị cùng tham khảo và lựa chọn được những cái sản phẩm phù hợp đúng đắn theo tiêu chí của gia đình mình. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.